Một đó là bạn Nhật Quang. À và rồi, à, các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta vừa mới trải qua. Chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào trận đấu thi đấu cá nhân thứ hai giữa bạn Ngọc Minh ở đại diện miền Bắc và bạn Nhật Quang. Vâng, và cả hai tuyển thủ đang thể hiện một tinh thần fair play, chiến đấu hết mình. À, và rồi các bạn ơi, các bạn mà chúng ta nãy giờ chúng ta không không nhanh tay, các bạn không có được những phần code của mình, các bạn không sao, chúng ta sau trận đấu này thì chúng ta sẽ có 10 phút giải lao và chúng ta sẽ tiếp tục nhận được những cái code nha các bạn. Bây giờ thì trận đấu của chúng ta đã bắt đầu Và map thi và đấu là một map thi đấu nó rộng hơn 4 màn hình, map thi đấu thành phố cơ khí. đây là một trong những map thi đấu khá là thách thức đối với tất cả các bạn winner vì địa hình của nó cực kỳ hiểm trở và Một màn hình đẹp, hai màn hình đẹp, ba màn hình đẹp, bốn màn hình. hơn 3 màn hình. Hơn màn hình thôi nhưng mà nó không nhớ là bốn rồi. Vâng, Pha bắn đầu tiên thì bạn Nhật Quang khá là chuẩn xác, tuy nhiên thì bạn ấy cũng khá là dè dặt trong trận đấu này. Vì đây là một trận đấu quyết định, một là vào chung kết, một là vào luôn thẳng trận thứ tư và còn hai thì bạn ấy phải quay lại gặp bạn Hồng Thái. Như tên đầu tiên thì bạn Ngọc Minh khá là tự tin. Bạn ấy đã có một pha cộng hai rất chính xác, rất chuẩn xác. mặc dù là gió này là gió bão cấp 4. Và gió lớn thế này thì tất nhiên là những cái pha bắn siêu cao thì sẽ là viên đạn sẽ rớt gần như là rơi thẳng xuống. Tuy nhiên vừa rồi là một pha cộng 2 không chính xác của bạn Nhật Quang, và bây giờ là bạn pha tấn công của bạn Ngọc Minh, bạn rất là tự tin, bạn đam rất chuẩn xác. Ngay những pha bắn đầu tiên thì bạn Ngọc Minh bạn ấy đã rất là tự tin cho những pha bắn của mình. Ngay trước khi vào thi đấu này thì bạn là Ngọc Minh chỉ đầu pha cộng một nhưng mà hiệu ứng xuyên giáp nó chạy. Rất tiếc cho bạn ấy, pha vừa rồi thì bạn ấy đã không rơi thẳng vào đầu của bạn Nhật Quang rồi. Những pha xuyên giáp như vậy mà mất đi thì rất là tiếc. Nhưng mà xuyên giáp ở phòng thi đấu thì chạy cũng khá là nhiều đúng không? Đó, nên chắc là mình cũng không tiếc lắm đâu. Vâng ạ. Và vừa rồi thì ngay Một lập pha tức bắn rất ảo các bạn. Các bạn có thể thấy trên màn hình chúng ta một pha bắn cực kỳ ảo của bạn Ngọc Minh. có thể thấy là trước những đầu tấn công dồn dập từ bạn Ngọc Minh thì bạn Nhật Quang đang lùi về phòng thủ, bạn ấy liên tục phá mắt phía sau lưng mình để có được một cái vị trí Bạn ấy đang hồi máu. đào cho mình vị trí ở phía dưới để bạn ấy có thể trong tư thế là đang leo núi. Rất là khó được với bắn tới. Tuy nhiên đào cho mình những nơi ẩn nấp như thế này thì cũng khá là bất lợi, thì chúng ta sẽ chỉ nằm trong thế phòng thủ mà thôi. Mà trong thế phòng thủ thì nghĩa là bạn không tấn công đối phương, mà Đúng không rồi. tấn công đối phương thì với vũ khí là lựu đạn thì phá map thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng rồi. Nhưng cũng khi có thể là hai đội đối phương cứ phá map mất kiên nhẫn phá map cái mình lại có tên, chứ lại gây được những sự bất ngờ ở đây. Nhưng mà bạn Ngọc Minh thì cũng là khá cẩn trọng. Tuy nhiên thì làm như vậy thì ngay cả bản thân mình cũng không có cơ hội để bò ra để có thể tấn công đối phương. Và đây là một cái thế gọi là giống như kiểu mà người ta nói là địch bất động, người ta cũng bất động như thế này, toàn là địch tấn công người ta lại bất động. Địch bất động mà ta bất Ta cũng chẳng làm gì luôn. Ờ, bạn Nhật Quang đã có một pha bay đầu tiên, có lẽ là bạn ấy sẽ giáp lá cà với bạn Ngọc Minh. Vâng ạ. giáp lá cà ở một vị trí em mình là cũng khá là nguy hiểm. Chắc là mua Đúng đồ của rồi. bạn Nhật Quang là muốn treo leo trên đỉnh núi Đúng nhưng rồi, mà vô nhưng tình đã không rơi thành xuống công. chân núi rồi. Các bạn có thể thấy hai đối thủ của chúng ta đang tích cho mình một lượng bầu khá lớn và hầu như thì những trận đấu như thế này thì các bạn ít khi nào chúng ta mang cho mình băng để có thể làm cho đối phương mất đi lượt băng của mình, mà hầu như các bạn mang theo lại tâm bay và tâm tàng hình. Một Vâng. pha bắn chỉ có 40% đam, tuy nhiên thì đã rít lên một K5 máu, mặc dù bạn Nhật Quang đã bút cho mình một cái khiên.
cả hai đối thủ đều đứng gần nhau và bút chiên là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Lượt di chuyển thứ hai là bạn Nhật Quang. Vâng ạ, đúng như là bạn Vinh nói là bạn Nhật Quang đang muốn đứng ở treo leo trên một cái mỏm đá, một cái mỏm rất là nhỏ ở phía trên. Tuy nhiên thì hai lượt bay của bạn ấy đều không thành công. Và bây giờ thì bạn ấy đã mất đi. Và trong tình thế này thì bạn Ngọc Minh tung ra một cú full bow. Tuy nhiên là không có grip. Thì với khiên Bolobara mất khiên rồi. Khiên đã mất rồi. Mất khiên rồi. Thỏ định nói là mất khiên rồi. Thì bạn ấy đã tung ra một pha full bow. Bạn Nhật Quang liên tục đứng ở phía dưới và hứng chịu những lượt đòn, những đòn đam rất thẳng tay của bạn Ngọc Minh. Ở tình thế này thì rõ ràng là bạn Nhật Quang vẫn đang mất lợi thế rất là thấp. Ở địa hình thấp thì lợi thế của bạn ấy cũng thấp theo. Vừa rồi thì bạn ấy kết hợp giữa, bạn ấy được bút máu của skill hoa nở trăm lần. Vì vậy mỗi tên bạn ấy được hồi 1k6 máu. Đó là một lượng máu cũng khá lớn cho các bạn trong thi đấu. Các bạn có thể thấy bạn Ngọc Minh vừa rồi bạn ấy đã thể hiện khả năng bắn chuẩn xác của mình. Đó chính là bạn ấy mặc dù map như thế nào thì bạn ấy cũng tìm ra được đối phương. Và đây là lượt khiên thứ hai của bạn Ngọc Minh. Liên tục những cú crit, chắc hẳn là bạn Ngọc Minh mang cho mình khá nhiều may mắn. Vừa rồi liên tục những cú crit mang khiên thôi. Nếu Vinh thắc mắc thì Vinh có thể mở ra xem. Vâng, chúng ta nhưng mà thôi vậy các bạn còn theo dõi trận đấu, chúng ta sẽ check hàng và đến sau. Vừa rồi là MC Thỏ đã dụ MC Vinh check hàng bạn nam chỉ là không có tốt. Một pha full dam của bạn Ngọc Minh cũng khá là chuẩn xác, mặc dù gió giờ hiện tại thì rất là khó khăn cho bạn Ngọc Minh. Các bạn có thể thấy đẳng cấp của cả hai bạn dường như đang thể hiện rất rõ ràng. Tuy nhiên thì trong game chúng ta vẫn chưa khẳng định điều gì sẽ xảy ra, vì Gunny luôn có những yếu tố khá là bất ngờ. Và đó là điều mà Thỏ rất là thích trong những trận đấu Gunny như thế này. Khi mà đối phương chưa chết đi thì vẫn chưa có điều gì gọi là chắc chắn cả. Điều gì chắc chắn cả. Và như các bạn có thể thấy là ở sau hai lần di chuyển thất bại thì bạn Nhật Quang đã tìm được một vị trí gọi là tạm thời ổn định cho bạn và bạn ấy bắt đầu đáp trả. Và bây giờ chúng ta thấy là một cú full bow của bạn Nhật Quang và một cú bow rất chính xác. Tuy nhiên thì vẫn không mất đi bao nhiêu lượng máu của bạn Ngọc Minh, vì tất cả những tên vừa rồi thì bạn Ngọc Minh đã không mất đi cho mình lượng máu nhiều. Bạn ấy vẫn còn full cây máu. Tiếp tục là một cú full dam. Thì có thể thấy là bạn Ngọc Minh là mặc dù là bạn ấy đang máu có lợi thế hơn, nhưng mà vị trí của bạn ấy map quay đang bị phá dần. Và ngay lúc này thì bạn ấy phải thay đổi vị trí của mình. Vâng, một vị trí áp sát bạn Nhật Quang. Và một cú full bao. Đòn chí mạng đã xảy ra. Bao nhiêu máu đây? 4.000 máu. Vâng, Vinh có thể thấy thì nếu như mà chúng ta bắn một pha cộng 1 thì rất là may mắn xảy ra rip không ạ? Đúng. Tại vì nãy giờ chúng ta để ý là ba phát full bow của cả hai bạn thì đều vẫn không có hiện tượng rip xảy ra. Tuy nhiên thì bạn Ngọc Minh vừa rồi pha cộng 1 và 100% dam thì đã có một phát rip lên tới 3k, hơn 3k mấy máu. Thì đó là một điều rất là bất lợi cho bạn Nhật Quang. Vừa rồi thì bạn Nhật Quang đã có đơn di chuyển nhưng mà do bị kẹt map nên để dẫn đến là bạn ấy đã rơi một dĩ treo leo, bạn không di chuyển được. Vâng, hiện tại bây giờ lượng máu của bạn Nhật Quang chỉ bằng 1/6 máu mà thôi, vì bạn ấy và bạn ấy thỏa nghĩ là bạn ấy sẽ lui vào thế tấn công chứ bạn ấy sẽ không giáp lá cà với bạn Ngọc Minh. Vì bây giờ lượng máu của bạn Ngọc Minh còn khá là nhiều, bạn ấy còn có khoảng 4/5 cây máu và bạn ấy vẫn còn chịu ảnh hưởng của skill hoa nở của bé mầm xanh. Vì vậy lượng máu của bạn ấy được boost liên tục là 800 máu mỗi tên.
Vừa rồi thì bạn Nhật Quang đã thay đổi vị trí của mình khá là xa. Trên màn hình đã thông báo rằng là bạn Nhật Quang chạy dị ứng châu báu phòng ngự, nghĩa là vừa rồi bạn ấy còn lại bị dính đam. Vâng, mắt thì đấu rất là rộng nhưng mà bạn Ngọc Minh vẫn có những pha bắn chính xác, dù là góc thấp hay góc cao, độ chính xác của bạn thật là đáng nể. Bây giờ thì bạn Nhật Quang đã thiên về thế phòng thủ sau khi mà bạn ấy đã tấn công một cách dồn dập, tuy nhiên đã không thành công, thì bạn ấy đã lui về thế phòng thủ. Bạn ấy đã di chuyển đến vị trí bên phía tay phải của mép màn hình và bò xuống một vị trí khá là khó bắn. Tuy nhiên thì bạn Ngọc Minh cũng đã di chuyển theo. Có vẻ như là bạn Ngọc Minh đã đếm, có quan sát về cái số lần di chuyển của bạn Nhật Quang. Bạn Nhật Quang di chuyển đã gần 4 lần. Đúng rồi. Và như vậy nghĩa rằng là số tên di chuyển của bạn sẽ còn rất là thấp, hoặc là không còn, thậm chí là không còn di chuyển được nữa. Và hầu như khỏi nhớ thì bạn ấy đã có 4 lần bay và 2 lần bay không thành công. Và bây giờ thì nếu như bạn ấy vẫn tiếp tục bò xuống một vị trí map thấp như vậy thì cơ hội để mà bay lên của bạn ấy sẽ nó là không còn. Vậy cho nên là đây là một cơ hội khá tốt cho bạn Ngọc Minh. Tuy nhiên là bạn bạn Nhật Quang vừa di chuyển một góc thấp, một góc khuất của cái map thi đấu này, do đó là để bắn trúng bạn ấy thì chắc là cũng còn khoảng một hai tên này nữa, thì hy vọng là bạn Nhật Quang sẽ có phương án phòng thủ hồi máu. Theo tôi nghĩ thì cũng khá là khó, vì map thi đấu chúng ta như ban đầu thì họ đã giới thiệu thì map thi đấu chúng ta là địa hình khá là hiểm trở, và với một địa hình hiểm trở như này khi mà các bạn lọt thỏm ở phía dưới thì rất là, nếu như bạn Nhật Quang vẫn còn tên bay cho mình thì bạn ấy cũng rất là khó lòng bay lên khỏi vị trí như vậy, với một cái hố một một cái nơi thoát có thể thoát ra khá là nhỏ như vậy. Thì mà trong khi đó tiền sử của bạn Nhật Quang đó thì bạn ấy bay đụng đầu 2 lần. Mặc dù map ở phía ngoài thì rất là rộng rồi, bạn ấy cũng có bay đụng đầu 2 lần. Vì vậy cho nên là Có thể là bạn Nhật Quang là bạn bị bối rối trước sự tấn công dồn dập của bạn Ngọc Minh. đúng rồi Bạn Ngọc Minh thì vẫn rất điềm tĩnh. Vâng, và trong tình và full bao bầu và đòn chí mạng, tức là một cú crit đã xảy ra. máu đã mất đi của bạn Nhật Quang lên tính gần 6k máu, kết hợp luôn cả bét cắn nữa các bạn. Vì vậy cho nên có thể thấy thì những lượng đam full bow thường sẽ được một pha cộng 2, một pha cộng 1 và 100% đam sẽ lợi thế hơn rất nhiều. Thường thì ở trong trận đấu thì các tuyển thủ khi mà dùng lựu đạn đó, khi mà họ bow thì họ dùng cộng 2 để nhằm vừa phá map và vừa gây đam đến luôn. Còn trong tình huống này thì bạn Ngọc Minh bạn tự tin bạn gây đam luôn chứ bạn không Tại có vì bây phá giờ map thì không luôn. cần phát map nữa, bạn Nhật Quang đang đứng ở vị trí khá là thấp ở phía màn hình rồi các bạn. Liên tục là những pha đào của bạn Nhật Quang. À, pha đào của bạn Ngọc Minh. Bạn Nhật Quang bây giờ chúng ta đã di chuyển ở sát vào mép màn hình. Và như vậy thì cũng là đồng thời xác nhận chúng ta là bạn Nhật Quang đã không còn tên bay nữa. Mà cũng có thể là bạn ấy khá cẩn trọng vì bây giờ trên màn hình của chúng ta ở phía trên để bay ra khó khỏi cái map như thế này thì cũng khá là khó. Có vẻ như là bạn Ngọc Minh bạn đang kiếm bao cho mình bạn... Không, mà bạn ấy đang tìm cho mình một góc thấp ạ. Không, ý mình là bạn ấy vừa gây đam vào chính bản thân mình. Đó, bạn ấy tìm một góc thấp để có thể đam trúng được bạn Ngọc Minh. Bạn Nhật Quang, vì bạn Nhật Quang đang đứng ở một vị trí cực kỳ khó đâm trúng nếu như cái góc lựu đạn cứ chĩa lên trời như thế này. Vì vậy cho nên bạn ấy phải tự đam vào mình để tìm cho mình một vị trí bắn, một góc bắn thuận lợi. Hiện tại bây giờ bạn Nhật Quang thì khá là bối rối khi bạn ấy đang đứng ở map phía dưới của màn hình. Hy vọng sẽ có một pha xuyên giáp xảy ra trong một đợt full bow này của bạn Nhật Quang. Vâng, rất đáng tiếc không có hiệu ứng nào để thông báo. Là cũng không có hiệu ứng, có người hấp thụ đó các bạn. còn trong tình thế này mà còn hấp thụ. Rất là nhỏ cho bạn Nhật Quang khi bạn ấy rất khó khăn tung ra một cú full bow đối với bạn Ngọc Minh, tuy nhiên lại hấp thụ. Trong khi đó mà Nhật Minh nã xuống thì đó lại là một cú tức nước vỡ bờ. Đòn chí mạng đó hả? Vâng, Vâng, có thể thấy thì khả năng crit của bạn Ngọc Minh rất là khủng khiếp. hình như là có vẻ là hơi thiên vị cho bạn Ngọc Minh thì phải. May mắn là mỉm cười với Ngọc Minh, chứ còn thiên Đúng vị rồi. thì cũng khó. Thật may mắn nên thiên vị với bạn Ngọc Minh thôi các Đúng bạn. rồi. Tiếp tục là những pha hồi máu cho mình. Bạn Ngọc Minh tiếp tục.
tìm cho mình một vị trí. Cái trận đấu mà thần may mắn mỉm cười này thì có làm cho Thọ nhớ đến cái trận đấu của tuần trước hay không, khi mà một bạn bắn rất là liên tục nhưng mà cứ hiệu ứng bảo vệ như là hấp thụ này, rồi lại biển kháng xảy ra liên tục. Thật ra thì từng thi đấu vừa rồi cũng không có bạn tuyển thủ nào để cho Thọ một những ai ấn tượng cho lắm, vì vậy cho nên Thọ cũng không nhớ lắm. Thọ chỉ nhớ những cái trận đấu kinh điển của thế giới, ví dụ như của Trần Hải Trung Dũng, hay là con của bạn Hoàng Nam, hay là của có một trận đấu của anh con Conor thôi. Nói vậy thôi chứ chắc có thể là Thọ ngồi cạnh MC Vinh nên Thọ bối rối, Thọ quên hết, quên không đi. Nhớ. Thôi chúng ta coi như chúng ta chưa nói gì nha. Vâng, và có lẽ đây sẽ là một cú kết thúc trận đấu này. Đòn chí mạng hấp thụ đó các bạn, hấp thụ cũng không cứu được bạn Nhật Quang. Vâng, pha vừa rồi bạn Nhật Quang mặc dù chạy hấp thụ tuy nhiên thì cũng đã kết thúc luôn bạn ấy rồi. Vâng, và như vậy kết thúc trận đấu thứ hai, thắng trận hai đó là bạn Ngọc Minh đại diện miền Bắc, bạn ấy sẽ đi thẳng vào trận chung kết toàn quốc. Và bạn một lần nữa thì bạn Nhật Quang đại diện miền Nam do thua trận 2, bạn sẽ vào nhánh thua và bạn sẽ gặp lại bạn đến Hồng từ Thái. Hồng Thái đến từ miền Trung.